quý vị và điều kính thưa các thầy cô giáo và các thầy các bạn học sinh thân mến. Mùa thu đã về là khoảng thời gian mơ hương sao xuyến của gió heo mây của hương thường mới, và đó cũng là khoảng thời gian mà thiếu nhi chúng em háo hức trở đến ngày Tết Trung thu để nghe tiếng trống múa lân lượng sức để mà ông sao, và đặc biệt là có thể cùng gia đình xung quanh chuẩn bị cho công cô đoàn viên. Và đây là công cô của chúng em với chủ đề vòng chân yêu thương. Công cô của chúng em là bác Hồ kính yêu, có vầng trăng hòa bình và có những ngôi sao sáng, những hoa quả vườn nhà được các bà các mẹ nâng niu chăm sóc trở thành những quả trái ngon trái ngọt. Đó là tình yêu thương mà các bà các mẹ đã dành cho chúng em, dành cho những người con yêu quý của mình. Và trên mâm cỗ này của chúng em thì có các loại hoa quả và có bánh nước, có bánh nướng, bánh dẻo được tạo hình hình vuông tượng trưng cho trời cho đất, có hình những ông táo được tạo từ những quả táo trông rất là bắt mắt sinh động. Và ở giữa thì có một mâm chén có một khay bình chén cổ, và phía trước là có lá sen tự cuống, cũng như là xung quanh có những không thể nào thiếu được những chiếc váy kẹo ngọt. Mâm cỗ cũng đã tỏ bày hết những cái lời yêu thương mà chúng em muốn dành tặng cho tất cả các quý vị ở đây ngày hôm nay. Và em chúc mọi người luôn đoàn kết, luôn yêu thương cũng như là hạnh phúc, và mong mọi người sẽ có một cái ngày Tết Trung thu trọn vẹn, được đoàn viên xung vầy bên gia đình. Và lời cuối cùng thì em xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh có mặt ở đây lời chúc phúc, sức khỏe và hạnh phúc, chúc cho ngày Tết Trung thu của chúng ta tràn đầy niềm vui ạ. Em xin được cảm ơn. Xin chúc cho Hứa Chín đã hoàn thành phần thi của mình, và các cô trong ban giám khảo được thưởng thức vị ngọt của chè. Xin chúc mừng các con.